Wow, bạn Gosi ơi, bạn đi đâu đây? Hả? Đi đâu? Ôi, đi siêu thị á? Thôi đi thôi, nào. Ôi, chạy đâu đấy, chạy đâu đấy? Ô, các em ơi, ở chỗ này này, có những 1, 2, 3, 4, 5 con gà nhá. Ô, bạn Gosi của chúng ta trèo lên rồi. Ô, đây là một cái ao sen đấy các em ạ. Có mấy bông sen nữa các em? Quá ha. Và bên này có 5 con gà nhưng con gà này vỡ đầu hết rồi. Các em ạ, bà con xin ơi đi thôi, đi thôi. Đi rồi. Wow, các em ơi, bạn con xin của chúng ta đến một gian rất là nhiều các loại rau củ quả nhá. Và đây là, chúng ta có xem đây là gì nhá. Ồ, cái gì đấy bạn con xin? Ồ, đừng bóp. Hảo đậy nho đấy là các em ạ. Rất là nhiều nho nhá. Wow, nho đủ các loại này các em ơi. Ngon quá. Ngọn nho đấy bạn Gosi ạ. Ồ, chúng ta sang gian hàng kẹo đi các em đi. Ồ, bạn Gosi của chúng ta lại đến gian hàng kẹo rồi. Wow, đây nhiều kẹo đẹp thế. Đây là kẹo gì đây? Mở ra. Wow, bạn Gosi mở ra đấy. Trong này, các em cùng xem nhá. Bốc lên cho các bạn xem nào. Ồ, nhiều kẹo quá. Kẹo gì đây? Kẹo đẹp thế, à sô-cô-la. Các em ơi, đây là kẹo sô-cô-la nhá. Rất là đẹp nhá. Ồ, bên này nữa, bên kia. Ồ, cái kẹo này đẹp chưa? Các em ơi, wow, một hộp kẹo này. Rất là nhiều kẹo nhá. Rất là màu sắc, rất là đẹp các em nhá. Ồ, ôi bạn con xin của chúng ta lại tìm thấy một hộp kẹo nữa. Ồ, ô con xin ơi, bạn con xin ơi. Nhìn đây này, trứng, kẹo trứng. Wow, các em ơi, rất là nhiều kẹo trứng nha. Kẹo trứng này ăn được không? Các em ơi, các em đã ăn kẹo trứng này bao giờ chưa? Chúng ta sẽ mua kẹo trứng này nhá. Bà con xin ơi, lấy kẹo trứng, mua kẹo trứng đi. Đấy, lấy túi bóng mua kẹo trứng. Ồ, các em ơi, bà con xin của chúng ta đã lấy được túi bóng rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kẹo trứng này nhá. Đây, đưa đấy là bốn xúc cho ạ. Ồ, đây này, có cái xúc ấy. Trứng này trứng nhá, nào vánh ra. Vánh ra. Ồ, những viên trứng là các em này. Ồ, kẹo này kiểu gì, không biết ăn kiểu gì nhỉ? Ồ, chúng ta sẽ mua thử về ăn nhá. Ô, đưa đây, vánh ra chưa? Rồi đây, vánh ra. Nào, xúc kẹo trứng, các bạn đây, vánh ra. Ồ, được rồi, thôi đấy thế thôi nhá. Để tôi lấy kẹo trứng rồi nhá. Rồi. Ồ, các em ơi, ở đây rất là nhiều kẹo lạ nhá. Đây là kẹo gì đây? Ồ, kẹo gì đây? Ồ, bên trong nó có cái gì này? Đấy. Ồ, kẹo này lạ quá. Chúng ta sẽ lấy về kẹo này để ăn thử nhá. Bạn con xin ơi, đi tự bóng đi, lấy tiếp kẹo này. Nào, rồi đi ra để bấm bóng đi. Rồi, đi lấy đi. Nhảy lên, lấy tự bóng. Wow, bạn con xin nhảy lên không có tới. Với đi. Các em ơi, bạn con xin của chúng ta đang đi tự bóng nhưng không được nhá. Nào bạn con xin ơi, bây giờ bạn hãy xúc vào nhá. Nào lấy đây kẹo này đây con ơi. Ồ các em ơi, những viên kẹo này. À, các em ơi, nhìn những viên kẹo này rất giống viên giái con gà nhé các em nhé. Chúng ta sẽ lấy ăn thử nhé. Nào, bỏ bao vanh đây, túi đâu. Wow, đây rồi, lấy nữa không? Con lấy nữa đi. Bạn con xin lấy nữa đi, cho vào. Đấy, bạn con xin là bốc kẹo đấy. Các em ơi, hãy xem bạn con xin nhé. Lấy một số kẹo này để về ăn thử nhé các em nhé. Lấy đi con. Lấy thêm nào. Nào, vanh ra để bố bỏ vào cho nào. Wow, các em ơi, đây nữa nhá. Ồ, được rồi. Ồ, và đây nữa này. À, đây kẹo này cũng như vậy nhé các em nhé. À, chúng ta ăn thử xem nào nhé. Ngon quá. Còn bên này cũng là kẹo đấy nhưng màu xanh các em nhé. Ngon quá. Kẹo thật là ngon. Wow. Thôi, chúng ta xem một số kẹo khác nhé. Wow, đây nữa là các em này. Các em đã bao giờ nhìn thấy kẹo này chưa? Wow, rất là lạ nhé. Chúng ta sẽ mua một ít kẹo này nữa về để ăn thử nhá. Con này lấy túi bóng tiếp đi. Nào. Thôi, bạn Gosi của chúng ta lại chạy đi lấy túi bóng rồi. Wow. Nhảy cao lên. Không nhảy nổi. Rồi bạn sẽ giúp nhá. Các em ơi, vậy là bạn Gosi của chúng ta đã lấy túi bóng rồi. Và bây giờ bạn ấy đang lấy cho kẹo vào đấy. Thôi, cho vào đi. Nhiều vào nhá. Bạn Gosi của chúng ta tay rất là nhỏ. Bốc được rất là ít. Bấm, được chưa? Nữa đi con ơi, ít quá. Nào bông nữa đi. Rồi. Wow, rất là nhiều kẹo nhá.
Bà con Si ơi, mà bà ăn thử cái này xem nào nhé. Ngon thế. Ngon lắm. Nào lên nhé, nhiều vào, cậu phải lên nhiều nhé. Cậu ngon lắm. Ngon quá. Rất là thơm, giòn và ăn rất là lạ đấy các em ạ. Nào lên nữa đi con ơi, nhiều vào, nhanh lên. Ồ, nhiều kẹo quá. Ồ, vậy là bạn con Si chúng ta đã lấy xong rồi. Và bây giờ chúng ta ra xem một số loại kẹo khác nhé. Wow, các em ơi, ở đây kẹo em này. Wow, kẹo rất là đẹp. Kẹo cúc áo đấy các em nhá. Ồ, wow, các em ơi, chúng ta có này xuống lại. Ngon quá, ngon quá. Các em ơi, đây là một hộp kẹo em rất là nhiều nhá. Bà con Si có muốn ăn thử không? Các em ơi, bà sẽ lấy một viên này cho bạn con Si ăn thử nhá. Các em, nếu mà bạn con Si thấy ngon thì bạn con Si sẽ lấy tiếp cho em nhá. Wow, ngon không? Ngon không? Ngon à? Wow, rất là ngon đấy các em ạ. Rồi, bà sẽ cho bạn con Si lấy kẹo em đấy nhá. Các em ơi, ở đây có những 2-3 hộp kẹo em nhá. Đây là một hộp kẹo em này. Kẹo em này thì nó không đều và nó nhỏ hơn các em ạ. Đây này, ơi. Ồ, đấy, những viên kẹo em rất là nhỏ nhá. Nhỏ, đây, các em nhìn này. Ơi, những viên kẹo em rất là nhỏ nhá. Và nhiều viên vỡ đấy. Rất là đẹp các em nhỉ. Nhưng mà bà sẽ thích lấy kẹo bên này hơn. Các em nhìn nhá. À, đây này, kẹo bên này nhá. Kẹo bên này rất là nhiều kẹo em. Và kẹo em này thì nó đều hơn và màu sắc nó tốt hơn nhá. Chúng ta sẽ lấy kẹo này nhá các em nhá. Bà Gossi ơi, lại đi lấy túi bóng đi để cho vào đi. Ồ, và đây nữa các em ơi. Ồ, đây là kẹo gì thế này? Trông rất giống những viên đá đấy các em ạ. À, các em ơi, các em đã bao giờ biết viên đá ăn được chưa? Đây là những viên đá ăn được đấy. Bạn Gossi sẽ ăn thử một viên nhá. Bà Gossi ăn thử không? Đây. Đấy. Ăn đi. Ngon không? À, ngon không? Ngon không? Ngon á? Nó to lên. À, rất là ngon đấy các em ạ. Ồ, bây giờ bà sẽ lấy kẹo này về ăn thử nhá. Nào bạn con xin lại lấy túi bóng tiếp đi. Rồi, chúng ta sẽ lấy túi bóng nhá. Nhảy lên. Ồ, bạn con xin của chúng ta nhảy à, không lấy túi bóng. Bà giúp nhá. Đây rồi, túi bóng chúng ta đã lấy xong đây rồi. Và chúng ta sẽ bóc kẹo này vào nhá. Nào, để đây, bà sẽ lấy rất là nhiều kẹo vào cho thằng này nhá. Đây, lấy cái này xúc này. Đấy, ồ, xúc cái này. Nào vanh ra bạn con xin ơi. Ồ, wow, cái thìa xúc rất là ngon nhá. Ồ, các em ơi, cái thìa xúc rất là tốt đấy. Đây, được rồi. Một túi bóng này nhá, đây này là đủ rồi các em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi thôi nhá. Ồ, các em ơi, và bên này rất là nhiều kẹo xốp các em ơi. Wow, những viên kẹo xốp này. Ồ, rất là ngon đấy các em ạ. Ồ, để ăn thử xem có ngon không nhá. Rồi, chúng ta sẽ mua nhá. Bạn con Si ăn thử không? Đây, cho bạn con Si một viên kẹo xốp ăn thử này. Ngon không? Ồ, ngon không? Ồ, ngon đấy, bạn con Si bảo ngon đấy. Chúng ta sẽ lấy ấy để mua cái này nhá. Con ơi, đi lấy đi lấy túi bóng thôi, để mua cái này nhá. Ta lấy túi bóng đi. Và đây nữa này các em ơi. Đây là rất là nhiều kẹo này. Đấy, kẹo mũ, hình mũ của ông già Noel đấy các em ạ. Các em ơi, nhìn nhá. Ồ, đây là kẹo xốp. Và rất là nhiều đường. Nhiều quá. Rồi, và đây nữa các em nhá. Các em ơi, lại đây nữa này. Và ở đây rất là nhiều kẹo. Gọi là tất cả kẹo này cả đều kẹo xốp xoắn đấy các em ạ. Kẹo xốp hết các em nhá. Ồ, nhiều quá. Và bên này thì kẹo cũng là kẹo xốp nhưng mà có kỵ. Có. À, các em ơi, nó tròn tròn như thế này nhá. Đấy, rất là nhiều hình dạng khác nhau các em ạ. Đều là kẹo xốp quả các em nhá. Còn bên này thì sao? Ồ, bên này nữa. Bên này cũng là kẹo xốp nhưng kẹo tròn nhá. Chúng ta có cái này để xúc này các em. Ồ, ai mua bao nhiêu thì sẽ xúc bấy nhiêu đấy các em ạ. Nào bạn con Si ơi, đưa túi bóng đây. Rất là ngon nhá. Ừ, con xúc đi. Đấy, các em ơi, nhìn bạn con Si xúc nhá. Ồ, nào bạn con Si thực hiện xúc đi. Đấy, bạn con Si xúc nào. À, được chưa, được chưa. Đấy, bạn con Si xúc được 3 cái mức xanh. Xúc nữa đi. Được chưa, ồ, được có 2 cái à. Thôi để bà giúp nào, đưa bà giúp xúc cho nào. Vành cho bóng ra. Ôi dồi. Đây, rất là nhiều nhá. Rồi, đổ vào. Ồ, và các em ơi, ở đây là một hộp kẹo Amberipe nhá. Rất là nhiều kẹo Amberipe đấy. Nhiều quá các em ơi. Các em nhìn này. Rồi, bây giờ bà sẽ lấy một ít kẹo Amberipe này về cho bạn Gossi ăn nhá. Bạn Gossi của chúng ta rất thích ăn kẹo Amberipe đấy các em ạ. Đây nơi này. Wow. Rồi, bây giờ bạn Gossi ra lấy túi bóng đi, nhanh.
Ồ, vậy là bạn oxy của chúng ta đang hết túi bóng rồi. Rơi túi bóng lên nào. Rơi lên. Đây rồi, và chúng ta sẽ lấy kẹo nhá. Ăn BNB cho đây nhá. Nào, con ơi. Nào. Đây này, cái kẹo ăn BNB nhá. Đây đây. Nào nữa, cho bạn nữa đi. Mở vành ra, vành ra. Vành hết ra, vành to ra. Được rồi. Ô, nhặt đây, nhặt vào vãi rồi. Vãi rồi nhặt này. Ờ, bạn con si của chúng ta nhặt vào đấy. Thôi, bây giờ chúng ta đi thanh toán nha, cầm hết cả đống này đi. Đây nữa các em nhé. Rồi, bạn con si của chúng ta sẽ mang ra thanh toán đấy các em ạ. Đi thôi.